Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay Idle Câu tiếp tục giới thiệu đến các anh em một cái mẫu cần tây của thương hiệu Cobra. Thì cái cây hôm nay Idle Câu muốn giới thiệu đến các anh em đó là cây Cobra phiên bản X Blue. Thì như cái video trước Idle Câu đã giới thiệu đến các anh em cây Cobra phiên bản X, và đây là cây phiên bản X Blue. Đây là một trong những cái mẫu cần mà các có cái phân khúc giá bình dân ha, giá rẻ nhất của Cobra hiện tại, nhằm cạnh tranh với những cái sản phẩm của các cái thương hiệu khác. Cobra cho ra đời hai cái phiên bản có cái phân khúc giá bình dân nhằm tiếp cận hết tất cả khách hàng, và muốn đem lại cho tất cả khách hàng có những cái trải nghiệm tốt nhất về chất lượng mẫu mã và dịch vụ, sẽ đem đến cho tất cả khách hàng có những cái trải nghiệm tốt nhất. Mẫu Cobra Evolute có kèm theo một cái lõng độc phụ ha, và tất cả những cái sản phẩm của Cobra bên công ty đều hỗ trợ thay lõng ha, thay tất cả các phụ kiện. Trong suốt quá trình các anh em sử dụng, có gãy lóng, nổ lóng, tiết lóng hay là hư những cái phụ kiện ha, bên công ty đều có phụ kiện hỗ trợ để thay thế cho các anh em trong suốt quá trình sử dụng. Và đây là cái mẫu cần Cobra X Blue, một cái mẫu cần cái form nó là cực kỳ đẹp các anh em. Rất là đẹp. Thì như cái mẫu cần Cobra X ta, mình đã có cái video giới thiệu, và đây là cái form. Đấy, về chất liệu thì có thể gần như là giống nhau, nhưng mà hai cái form nó nhìn kỹ lại thì nó sẽ khác nhau nha các anh em ha. Cái kiểu thì giống nhau. Cái cây phiên bản X này nó to hơn. Đấy, X Plus thì cao hơn một xíu. Đấy. X-Blue cái form nhỏ nhưng mà cái lực tải của nó cao hơn nha các em ha, và cái độ cứng của X-Blue là 5H và Cobra X là 5.5H, nhưng cái lực tải của nó nhỏ hơn cái cây Cobra X-Blue. Thì hiện tại cái Cobra X-Blue này có tất cả là 5 size, 3m6, 4m5, 5m4, 6m3 và 7m2. Thì mỗi size nó sẽ có một cái độ tải tĩnh khác nhau, từ 2.900g cho đến 3.500g. Và mỗi size nó sẽ có một cái thông số khác nhau. Các anh em muốn xem những cái thông số khác từng size thì các anh em có thể xem ở phía cuối video ha. Mình sẽ để một cái bảng thông số và các anh em có thể tham khảo ở trên phần mô tả tiêu đề của cái video, và hoặc anh em có thể vào website adocau.com xem thông số size và giá ở trên cái website adocau.com. Chất liệu của cái cây cần này là chất liệu carbon 30T. Các anh em nhìn cái lõng góc ha. Carbon sẵn qua ngang và có gia cố thêm một cái lớp carbon xoắn ít, cái đó rất là chắc chắn luôn các anh em ha. Cái form cần của nó là cực kỳ đẹp. Các anh em nhìn cái phần dưới của cái lõng góc này có gia cố thêm một cái lớp carbon ha, đó, và cái cục đối trọng và ren trong là ren bằng kim loại hết nha các anh em. Và đặc biệt ha, đây là cái đầu lõng này, đây là cái nắp chụp cũng là nắp chụp bằng kim loại Cobra X Blue. Và trên tay của mình cầm là cái size 4,5 m. Cái bảng thông số size, có cái phần trọng lượng, thì trọng lượng ở trên cái bảng thông số đó là trọng lượng chưa bao gồm cái cục, cái nắp chụp và cái cục đối trọng nha các em. Thì cái nắp chụp và cái cục đối trọng này
nó rơi vào tầm khoảng 38 gram các anh em. Cái này là 10 16 gram và cái nắp chụp nó là 22 gram. Các anh em nhìn các cái đầu lõng này, các cái đầu lõng có gia cố thêm một cái lớp carbon ha. Và cái lõng gốc nó có thêm một cái vòng rin kim loại chống nổ lõng, chống tiết lõng. Và tất cả các size, cái đường kính đọt của nó là 140 mm. 140 mm, cái đọt không có xoay 360 độ. Cái con này lực tải khá lớn. Thì size 5,4 m thì nó tải tỉnh tầm khoảng 3 kg ha, 3.000 gram. Phần đuôi của các cái lóng này cũng có các cái rãnh gọi là rãnh ABS, tác dụng của nó là chống kẹt, chống bo lóng. Ado Câu vừa giới thiệu đến các anh em mẫu cần tây của thương hiệu Cobra, cái cây Cobra Evolute. Mẫu này hiện tại có size 3,6 m, 4,5 m, 5,4 m, 6,3 m và 7,2 m. Đây là một cái mẫu cần có cái phân khúc giá khá là bình dân, chất lượng thì bảo đảm hơn những cái giá trị của các anh em bỏ ra. Đây là một trong những cái mẫu cần mà Cobra muốn mang đến cho quý khách hàng một cái trải nghiệm tốt nhất về những cái dòng cần của thương hiệu Cobra. Các bạn và các anh em mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video, hoặc các bạn có thể vào website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Cảm ơn tất cả các bạn và các anh em. Hẹn gặp lại các bạn và các anh em trong những video tiếp theo.